vui vầy bên nhau mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá mệt, giữ chân sống đành phải cố buông nhưng lòng. Trẻ muốn đi giờ phải ở lại, sống với nhau nhẫn nại. Trẻ muốn xa giờ phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cút đuôi giờ hát tay lui, chuyện cũ mãi vui, cứ đuôi nhau xảy ra không thôi. Sống cút đuôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xảy ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu. Ủa, cái này gọi là xúc phạm nhân phẩm người phụ nữ nha. Gặp mình làm ngơ gì kỳ cục vậy? Anh dễ. Trời đất ơi. Mà sao vậy? Tôi đâu có điếc đâu. Mà làm cái gì đứng sát bên cạnh cái lỗ tai tôi mà la cái đùng quá mạng vậy hả? Tôi xin lỗi là tôi kêu hơi lớn tiếng. Nhưng mà anh có thấy là cái cách cư xử của anh á kỳ quá không? Gì đâu kỳ. Chứ còn gì nữa. Tôi đứng đây nè, tôi nhìn anh, anh lại quay chỗ khác. Tôi tặng hắn thì anh nhắm mắt anh làm ngơ. Anh có biết cái thái độ của anh vừa rồi đối xử với tôi như vậy á, mà liệt kê vào trong cái danh sách là làm tổn thương, xúc phạm nhân phẩm một người phụ nữ như tôi. Sao chị lúc nào cũng khó khăn quá trời quá đất vậy? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi đang tập thể dục thì tôi phải tĩnh tâm. Mà tĩnh tâm thì phải nhắm mắt thì mới tập trung, mới hiệu quả được chứ. Thôi, không có đâu. Cái thái độ của anh là tôi biết là anh đang giận tôi phải không? Hơi sức đâu giận người dưng. Trời ơi, anh nói là người dưng hả? Thì đúng rồi. Không phải người dưng chứ không lẽ là vợ chồng. Gì kỳ gì vậy? Gì kỳ vậy? Oh. Trời đất ơi. Gì kỳ vậy? Trời ơi, sao đồng thanh đồng thủ vậy ta? Ý, mà cũng được à hen. Đây anh dễ thì chết vợ đã lâu, còn đây thì là cắt. Tôi xin lỗi chị, tôi buộc lòng phải cắt lời chị, không cho chị nói tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì để cho chị tiếp tục chị nói, chị sẽ suy diễn nói tầm bậy tầm bạ, cho nên buộc lòng tôi phải cắt lời của chị. Nè, tôi kêu cô là vì cô là cô giáo, mà sao cô thái độ cô nói chuyện tôi giống tôi là học trò của cô vậy? Anh cười cái gì? Hồi nãy anh nói với tôi là anh tĩnh tâm để tập thể dục. Bây giờ anh tĩnh nổi không? Trời ơi, thì lúc tập thể dục thì phải tĩnh tâm để cho tập trung. Còn bây giờ hết tập thể dục thì phải cho tỉnh dậy chứ. Nói nghe nè. Tại vì cái miệng tôi, cười miệng tôi cứ ưa nói ông bà mà làm thế ghê. Anh thấy đúng không? Anh đó nghe anh dễ. Tôi là phụ nữ, ta yếu chân mềm, quýnh chút xíu. Mà ông là, ôi trời ơi, làm thế ghê gì hả? Đúng không cô? Ôi cha trời ơi. Chị ơi, chị nói chuyện là chị động khẩu cái miệng chị được rồi. Chị đừng có động tay, động chân một người phụ nữ như tôi, đau quá. Trời đất ơi, hai người sao vậy trời? Mày mốt quánh quánh nhẹ nhẹ thôi ha. Tụi mình bây giờ là già cả tuổi tác, xương khớp nó rượu rã rồi ha. Quánh kiểu đó có ngày là bà ăn đủ á nghe. Cái gì vậy? Trời đất ơi, bữa nay là cái gì vậy? Hả? Tôi làm gì biểu tôi ăn hết? Hai người hù nhau hiếp tôi phải không? Bớt nói cho sang ha. Gì đồng thanh nhau nói vậy? Bớt nói cho sang hả? Cốt cách của tôi là sang mà. Rồi bây giờ sao? Đó, hai người đang nói rồi phải đi một hướng chứ. Để tôi dòm một chỗ, giờ test ra hai hướng vậy. Tôi biết dòm đâu, dòm đây, rồi quay vào đây. Rồi cái gió, nó thổi, cái cổ tôi nó quẹo sao? Ôi, hai người nghiếp tôi à? Tôi mẻ chồng rồi.
gì vậy? Tự nhiên sáng sớm đi đâu về rồi cái mặt mấy xị vậy? Chuyện gì nói nghe coi. Trời ơi, có chuyện gì á nói tôi nghe coi, tôi giúp được tôi giải quyết được không, chứ lắc đầu là ai biết chuyện gì. Thì bà ngứa chỗ nào thì bà nói tôi gãi, chứ còn mà kêu lắc đầu kêu quậy ai biết chuyện gì. À, ngứa chỗ đó hả? Để tôi gãi cho. Tự nhiên sao đánh tôi? Mà khóc sắc. Khóc sắc cái gì? Gì nữa? Tự nhiên đây cái tôi gãi. Trời ơi, có chuyện gì trời, nó quỵt tẹt nó đi, kêu mở ai mà hiểu chuyện gì. Ý tôi nói là ở trong tim nè. Ai làm bà đau trong tim hả? Tại ông á. Sao tại tôi? Sáng ta rủ đi tập thể dục không chịu đi, để tôi đi mình tôi ra ngoài đó tôi bị ta ăn hiếp á. Ai hiếp bà? Nói vậy ai hiếp gì? À không, ai ăn hiếp bà? Ông dễ với bà Lung đó. Trời ơi, ông biết cái tánh tôi mà. Tôi rất là bãi bùi, tôi rất là sởi lởi, gặp mọi người tôi chào này kia chào nọ, có tự nhiên chửi vô mặt tôi à, làm tôi quê không? Người ta chửi vô mặt bà. Ờ. Trước đám đông mọi người. Trời ơi, phải chỉ một hai người tôi không nói. Chửi tôi trước mặt 70-80 người coi tôi nhục không? Ủa? Sao cái số mình hôm nay đi tập thể dục đông quá vậy? Ai biết. Ta chửi bà cái gì? Già hết rồi mà bà đã nói nhiều, ăn cho nhiều vô để bớt nói cho nó xa, thấy ghét không? Ủa, sao hai người đó ăn nói kỳ vậy cả? Nè, cái thái độ ông nói vậy là sao? Ý ông nói là tôi nói thêm để bớt, nói thêm mắm dặm muối cho có đầy đầy câu chuyện á hả? Không có. Thiệt phải không? Ừ. Không có, chồng tin vợ đúng không? Ừ. Như vậy là phải đi lấy lại công bằng cho vợ đi. Rồi, thôi được rồi. Nếu đúng như lời vợ nói. Ừ. Anh sẽ đi gặp mấy người đó. Ừ. Hỏi cho ra lẽ mới được. Hỏi cho ra lẽ cho em. Đừng có giỡn mặt với vợ tôi. Đúng rồi. Cái gì cái chứ, vợ của anh là số 1. Đúng rồi. Đi lẹ lên nha chồng. Trời ơi, sao chồng tôi dễ cưng quá vậy ta? Hồi nãy thích nhất cái câu vợ anh là số 1. Em yêu chồng. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng dành non lá, đường chiều bờ đá lối xưa ân tình thiết tha, lòng chẳng bao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Chào anh Quê. Cô Lai. Dạ. Cô Lung đâu? Cô... À chị em hả? Đang chuẩn bị đi dạy. Cô có thể nào vô mời cô Lung ra cho tôi chia sẻ đôi điều? Làm gì tự nhiên bữa nay căng thẳng dữ trời. Đừng hỏi nhiều, cho tôi gặp cô Lung để chia sẻ đôi điều. Lung đây. Ừ, được. Anh Quy à, đàn ông con trai mà làm gì lớn tiếng với phụ nữ quá vậy anh Quy? Lớn tiếng hả? Vậy chứ ai sáng nay ăn hiếp vợ tôi, lớn tiếng với vợ tôi ngay chỗ tập thể dục, trước mặt 70-80 người chứng kiến, cái chuyện đó lớn tiếng thì sao? Thì sao? Trời ơi, có luôn hả chị hai? Anh nói cái gì mà tôi không hiểu? Không hiểu à? Dám làm mà không dám nhận, thất vọng quá. Thôi hỏi ông có uống cà phê hay không, chứ thật sự là không hiểu gì luôn. Anh, ông ấy mình bình tĩnh, ngồi xuống đi em pha cà phê cho uống nghe. Cái gì? Cô cứ dễ tôi nghèo đó hả? Không có tiền mua ly cà phê uống cho, mà cô phải cho. Ôi chà. À hay quá, tôi định qua nhà ông để tôi hỏi chuyện ông. Bây giờ ông qua bên đây rồi, sẵn đây tôi hỏi ông luôn. Qua nhà tôi tìm tôi? Ừ. Bộ có chuyện gì vậy? Hồi sáng này á ha, ông với cô Lung ăn hiếp vợ tôi, lớn tiếng với vợ tôi ngay chỗ tập thể dục, trước sự chứng kiến của 130-140 người. Nè nè, lơ lẹ vậy. Đúng quá rồi, không kiểm soát được con số nữa. Lần này tôi bỏ nha, lần sau nha, mà ăn hiếp vợ tôi kiểu đó nha, là tới công chuyện với tôi á.
đúng là cá mè một lứa. Nè nè nè, cái gì mà cá mè một lứa đây hả? Ăn nói cho thận trọng nghe, ăn nói cho đàng hoàng nghe. Đàng hoàng tôi không có phe nhóm gì với lại những cái người nào mà lo ba cái chuyện bao đồng rảnh chuyện nghe. Nè anh Dễ, anh nói ai bao đồng hả? Tôi nói cho em biết cái chuyện mà cá mè một lứa đó là không phải là tôi đâu, mà là tự anh này nè, tự gài ra nói là tôi với anh cùng một lứa. Chứ tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi cùng một lứa giống với anh đâu nha. Anh là đàn ông con trai mà nói kỳ cục vậy. Người ta giúp mình đó mà mình làm như vậy đó hả? Thôi thôi thôi, thôi mấy anh chị bình tĩnh đi. Bây giờ ngồi xuống em vô em pha cái gì cho uống nghe, bớt nóng nha. Không có uống cái gì hết à. Còn anh nữa, anh là đàn ông con trai mà anh lớn tiếng với phụ nữ vậy hả? Tôi thấy á, mấy người mới đúng là cá mè một lứa đó. Nè nè nè, để ý cho kỹ nha. Từ nãy giờ tôi vô đây tôi nói rất là nhỏ nhẹ, rất là lịch sự với mấy người nha. Mặc dù trong bụng tôi rất là giận ha, chứ không có kiểu mà la hét như mấy người đâu nha. Đúng là đừng có quơi đũa cả nắm. Tối ngày lo chuyện bao đồng rảnh chuyện không. Đúng là nức nổi bực bội. Trời, là sao ta? Chứ không đang văn nghệ vui, mấy người này làm mất hứng à. Chúng ta đã sống vì điều gì? Một ngày trôi qua bận bê bao nhiêu nghĩ gì? Ngồi tắt. Đâu đây mà lẽ mọi người đi ngủ hết rồi. Bình thường là giờ này là mọi người tập trung ra đây là ngồi tán dóc với nhau mà. Mà cũng tại mình thôi. Nghĩ sao mà cô lung cô tốt với mình như vậy. Ý của cổ là muốn giúp mình như vậy mà mình lại nghĩ sai vậy. Cổ nói là cổ là bao đồng, chắc là cổ giận mình dữ lắm. Chúng ta đã sống vì điều gì? Đừng uống. Cho tôi xin. Ủa đâu hiện ra bất tử vậy? Đâu hiện ra, trời ơi tụi em ở đây từ nãy giờ rồi. Từ nãy giờ? Dạ, mà tị lung không có cho ra, bắt núp trong lùm á, trời ơi mũi cắn chết luôn vậy. Thật sự ra là chị em tôi là đi hóng gió. Thôi đi núp ha. Đi núp để coi cái anh uống rượu vô rồi anh có nói bậy bạ gì không, hay là anh có nói sai cái gì không. À, té ra là hai chị em núp ở trong cái lùm cây đó để nghe tôi rù rì cái gì ngoài này đúng không? Nghe hết chưa? Có thiếu được chữ nào không? Có cần tôi nhắc lại không? Tôi nói lại cho nghe nha. Thôi, thật sự ra là tôi biết là tôi cũng sai. Nhưng mà trong cái tâm của tôi là chỉ muốn tốt cho cha con của anh thôi, chứ tôi không có ác ý gì hết á. Nhưng mà có lẽ là tôi làm hơi lố, cho nên là làm phật lòng anh. Tôi cũng thành thật xin lỗi anh nha. Không, em mới là người có lỗi nhất nè. Tại vì em là người đứng ra bày ra cái chuyện này, vậy mới ra nông nổi vậy. Em xin lỗi anh nha. Tôi mới có lỗi nè. Rồi, vợ chồng quy quyền tới. Ủa? Đủ mặt anh tài hết ha. Bây giờ sao? Bà nói trước tôi. Thôi, tôi ngại lắm. Ông nói đi. Cho vợ chồng tôi xin lỗi anh Dễ với cô Lung nghe. Cái chuyện vừa rồi xảy ra tại tôi thương vợ quá rồi tin vợ nên cũng hơi hồ đồ với anh với cô. Rồi tôi về xong tôi lấn cấn gì trong đầu á, tôi mới hỏi trận đầu bả thì mới lòi ra là bả đặt chuyện. Nói chung là tại cái tánh tôi lăng xăng đó, trời ơi rồi. Cho nên tôi xin lỗi mọi người. Cái miệng khẩu hình tôi là vậy đó. Là kêu là ta kêu là khẩu xà. Nhưng mà tâm tôi độc lắm à. Tâm Phật à đúng rồi. Tâm khẩu xà tâm Phật. Tôi nói lộn. Thôi mọi người cũng thông cảm cho tôi ha. Thôi không có ai mà tốt mà tự khen chị trơn. Thôi mọi người bỏ qua hết đi. Sớm mình á gọi là sớm già hát mà. Ai cũng già hết rồi. Thanh niên trai tráng trong xóm này đi làm ăn xa hết rồi. Còn có mấy người già lủi thủi mà hiềm khích nhau kiểu này á, không khéo xóm mình nó thành
Anh nói cũng phải á, tụi mình đây đâu phải là thần thánh gì đâu, cũng là con người. Mà đã là con người thì thế nào cũng có mắc sai lầm, đúng không? Đó, cái vấn đề là chúng ta biết nhận ra cái sai lầm của mình và sửa đổi. Cái đó mới là cái quan trọng à. Cho nên ông bà mình á, có cái câu á, bà con xa không bằng láng giềng gần. Gì vậy? Trời ơi. Vụ gì? Anh định hù chết người ta hay gì vậy? Hù gì đâu, tôi đứng tôi dòm thôi mà. Trời ơi, muốn rớt tim ra ngoài luôn á trời. Mà ngủ vậy ta? Quán là vắng như chùa Bà Đanh vậy, lèo tèo. Có chủ quán đi ra vô không mà kiếm người phụ bán cà phê làm gì cho mệt vậy? Trời ơi, quán ế mới kiếm người phụ. Thắc mắc đúng không? Ngồi đi em giải thích cho nghe. Sao? Biết sao quán ế mà em phải kiếm người vô giúp việc không? Sao? Cái này có vẻ gì đó nó sai sai á nè. Sai cái gì đâu, dễ hiểu quá mà. Quán ế có một mình chủ quán à. Em đi ra đi vô cũng có một mình em à. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua thôi là em sẽ vào giấc mộng. Hiểu không? Cho nên em cần phải có một cái người ngồi nói chuyện với em, bầu bạn tâm sự cho nó đỡ buồn. Có lẽ cũng có lý. Có nghĩa là mình mướn người giúp việc về nè. Mình không phải là nhờ cái người đó giúp cho mình những công việc của, trong nhà. Đúng. Mà mình nhờ cái người đó bầu bạn tâm sự với mình trong những lúc mình cô đơn, mình lạc lẽo. Đó, hiểu vấn đề rồi đúng không? Đó, đơn giản như vậy thôi à. Vậy. Đây. Trời ơi, sao lần nào tới cái khúc này em cũng bị cứng. Ai sai vậy? Tại vì cô hỏi tôi uống cà phê đá không? Thì thôi giờ về đi, mai mốt cô hỏi cô nói là uống cà phê nóng không? Khỏi đá. Mệt ghê. Chắc phải vậy quá. Hay chà, à, cái vụ này hay vậy nha. Tìm người giúp việc. Mình kêu nó về đây, nhờ nó chỉ mình cách tìm người giúp việc. Gọi điện thoại cho nó mới được. Ê, mà không được. Cái thằng này nó khó tính lắm. Gọi cho nó sớm một chút xíu thôi cũng không được, mà gọi trễ xuống một chút xíu cũng không được. Nó đang làm việc mà. Ê, quên. Lát gọi cho đúng giờ. Cho ly cà phê đá. À không, cà phê nóng đi. Lỡ bỏ đá rồi. Chúng ta đã sống vì điều gì? Một ngày trôi qua bộn bề bao nhiêu nghĩ suy. Nỗi buồn đau đây mà sao nhanh đến rồi đi. Cho ta những cảm xúc vô vị. Chúng ta có nhớ được những ngày, những ngày bình yên hồn nhìn vô tư nói cười. À Tuấn hả con? Dù chỉ là ba một điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Ba nói cho con nghe này nha. Thật ba có cái chuyện cần bàn với con. Con sắp xếp con về con gặp ba nha. Ô ba, có chuyện gì quan trọng hả ba? Sao ba nói luôn đi ba? Ba rất là muốn con về gặp ba ha, để hai cha con mình bàn. Cái ba sẽ đi chợ, ba đi chợ, ba mua những cái món ăn mà con thích nhất, cái ba về ba nấu nướng xong cái ba chuẩn bị chờ con về, cái hai cha con mình gặp mặt nhau ăn uống xong vừa ăn vừa bàn nghe con nha. Giờ gần đây á, con này chạy dự án mới rất là bận, con chưa kịp ăn trưa là ba gọi luôn nè. Thì dạo này ba cũng lớn tuổi rồi, tinh thần cũng không có ổn định, lúc thì vui lúc thì buồn, rồi sức khỏe cũng thuyên giảm con biết không. Cho nên ba muốn gặp mặt con, ba bàn với con là ý ba muốn nói là ba muốn. Bây giờ mới thấy muốn đúng không? Ba thấy con khuyên ba có đúng không nè? Ba cứ bước thêm một bước nữa đi, con luôn ủng hộ ba. Tầm bảy tầm bả cơ mà. Trời ơi, ba đâu có muốn đi bước nữa đâu. Ba muốn gặp con để bàn cho con. Con giúp ba, tìm cho ba một người giúp việc, để mà coi như là giúp đỡ ba trong những cái sinh hoạt hàng ngày á mà. Hiểu không? Vậy thôi được rồi. Để con tranh thủ chạy về chỉ cho ba. Vậy hả ba? Ba chào con nha. Cuối cùng nó cũng chịu về với mình. Lâu ngày con nó về thăm đó là phải nấu
đầy đủ các món ăn tươm tất gì nè, đãi cho nó mới khoái. Đó, ví dụ như cái món thịt kho tàu nè ha. Đó, kho là cũng phải biết ý nó nha. Lựa thịt đó là phải lựa thịt làm sao mà không nhiều mỡ mà cũng không ít mỡ. Đó, vừa phải thì nó ăn nó mới thích được. Chứ không thôi nó không chịu ăn, thằng này nó khó tính. Đó, cá nè ha, cá nục nè, đó lựa là phải lựa con tươi nha. Không có được mà không tươi là nó cũng không chịu ăn luôn. Thằng này nó kỹ tính lắm, ăn uống khó khăn lắm. Được cái nó ngoan. Ê, ngon lành luôn. Coi coi, cái nồi canh chua sao đây. Ô, chà chà, đã quá. Cái nồi canh chua là tôi là phải nấu theo mà cái vị của miền Trung đó, nó mới chịu. Chứ nấu theo cái vị mà không phải dùng miền mà nó thích là nó không chịu ăn luôn. Nó phải đúng độ, đúng cái độ chua nó mới chịu. Coi như là cũng tạm ổn rồi đó. Ai bây giờ là cứ chờ nó về thôi. Sao không thấy nó gọi điện thoại gì về hết trơn vậy ta? Giờ này cũng chưa thấy mặt mũi nó nữa. Thiệt tình. Sao nó không bắt máy gì? Alo. Dạ con nghe. Tuấn hả con? Dạ. Sao giờ này con chưa chịu về vậy? Ủa ba, con nói với ba là tranh thủ con về. Hả? Chứ đâu có nói là hôm nay con về đâu. Với lại chuyện tuyển người giúp việc á, đâu có gấp gáp gì. Tối nay con có hẹn với đối tác rồi. Thôi, con nói chuyện với ba sau nha. Tức. Tắt máy. Cứ vậy không. Chúng ta đã sống vì điều gì? Một ngày trôi qua bộn bề bao nhiêu nghĩ suy. Nỗi buồn đau đây mà sao nhanh đến rồi đi. Cho ta những cảm xúc vô vị. Chúng ta có nhớ được những ngày. Những ngày bình yên hồn nhìn vô tư nói cười. Dù chỉ là một điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Thật khó qua đây thôi. Chúng ta đã sống vì điều gì? Sao không ổn? Bộ lúc này đổi xì tai uống cà phê hả? Bình thường đâu có gì đâu đổi xì tai. Lúc này uống là phải lấy hơi từ cái bàn rồi mới chấm vô ly cà phê hả? Đâu ra? Dạ. Chết rồi. Không ổn đúng không? Già rồi lẩm cẩm à. Hèn chi nãy giờ tôi cứ quậy rồi mà tôi nghe tiếng róc rách của nước mà thấy khô khan. Có chuyện gì đúng không? Mà thôi khỏi trả lời tôi cũng biết nữa. Nhìn cái mặt là biết gây lộn với thằng Tuấn rồi. Ở đâu ra mà cãi lộn? Không có cãi lộn. Chứ sao? Tôi nấu cơm, tôi chuẩn bị một mâm cơm tươm tất. Tôi ngồi ở nhà tôi đợi nó về ăn cơm. Nhưng mà rốt cuộc là nó không về. Nó đi ăn với đối tác. Nó để anh ngồi trước mâm cơm một mình đúng không? Trời ơi, anh ngồi trước mâm cơm á mà tâm trạng của anh rất là nặng nề. Anh buồn lắm. Anh bưng chén cơm lên á mà anh ăn không nổi. Tay anh cầm đôi đũa mà anh run. Anh gấp cục thịt, anh bỏ vô cái chén. Nhưng mà anh lại không muốn ăn. Anh lại gấp cục thịt định đưa lên miệng. Anh há miệng ra. Anh định bỏ cục thịt vô trong miệng. Nhưng mà anh nghĩ là anh nuốt không nổi, cho nên anh lại bỏ cục thịt vào cái chén. Sau đó anh buông cái chén và đôi đũa xuống cái mâm, đúng không? Hay thiệt luôn.
Chắc là hôm qua cô leo nóc nhà tôi, cô dở ngối ra cô nhìn xuống cho nên cô biết hết tất cả những gì tôi làm trong nhà tôi sao. Trời ơi, ba cái chuyện này thiệt á, như là cơm bữa hàng ngày luôn á. Anh sao đâu đó, cái thằng Tuấn nó cho anh leo cây hoài mà anh cứ đợi nó hoài hà. Ê, được rồi, từ ngày sắp tới tôi không đợi nó nữa. Tôi không chờ nó về ăn cơm chung với tôi nữa. Mà tôi cũng không đi chợ tôi nấu cơm nấu nước để mà cho nó ăn nữa. Nó muốn ăn gì nó ra chợ nó ăn, nó ra đường nó ăn ha. Nó thèm ăn cái gì tôi cũng không nấu cho nó ăn luôn. Vậy đi, cho nó khỏe. Đúng rồi, phải làm vậy đi chứ. Đợi hoài, leo cây hoài. Ai đây? Nó gọi cho tôi đó. Nó gọi thì anh nghe đi. Nghe làm cái gì? Trời ơi, con Thái lỡ nó có chuyện gì rồi sao? Kệ nó đi, con muốn nghe con nghe đi. Mệt quá. Ghê, tôi nghe. Alo. Cái gì? Chuyện gì vậy anh? Đi đâu vậy? Đi ra chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho nó ăn. Nói về ăn cơm với tôi. Trời đất ơi, coi mới vừa mở miệng nói hả, không bao giờ nấu cơm cho nó nữa, không cần nó về ăn cơm. Vậy mà nó vừa gọi điện cái là lăng xăng chạy về. Bởi vậy người ta nói tình cha ấm áp như dần thái dương. Về đây bên nhau, hai cha con cùng ăn cơm. Về đây bên nhau là hai cha con cùng ăn. Ba ơi, ba, con về rồi. Chết cha. Ba. Ủa, về đó hả con? Bỏ bỏ đi, lấy đũa này của ba nè. Ủa ba, bộ này nhà mình có khách hả ba? Khách gì đâu mà khách. Trời ơi, nhìn cái mâm cơm gì không biết ba đãi ai sao mà hỏi là khách. Khách là con á. Ừ. Sao nhìn ngơ ngác vậy? Con ăn rồi. Sao con ăn rồi? Dạ thì theo lời cầu của ba, con tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về với ba nè, để phụ ba tìm người giúp việc. Làm xong á, con chạy đi ký hợp đồng đối tác nữa. Ủa vậy là con không có về đây ăn cơm với ba hả? Dạ không. Vậy thôi ba ăn một mình nha. À ba, con tìm bên công ty môi giới á, họ giới thiệu cho con nè mấy cái người giúp việc, ba chọn thử đi. Ừ, người nào á, con gọi người đó. Thôi thôi, khỏi coi đi, khỏi lựa đi, ai cũng được. Ai cũng được hả ba? Được rồi, để con chọn giùm cho ba nha. Bây giờ á, con báo cho bên kia biết để họ gọi cho ba, ba nhớ nghe máy nha. Còn bây giờ con đi kiếp đồng nữa. Ba, ăn cơm ngon miệng nha, con đi. Sống cốt cùi giờ hát tới lùi, chuyện cũ mới vui, cứ đua nhau xây ra không thôi. Sống cốt cùi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xây ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu.